Tây Thiên kính chào quý khách. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Bác Tài Vlog. Thì hôm nay mình đi đổ thảm ở trên Tây Thiên mọi người ạ. Ở chân Tây Thiên, chân núi Tây Thiên ấy. Thì đây cái đoạn đường mình chuẩn bị đổ thảm đây anh em. Đây đã phun đen đen, chỗ đen đen này là đã phun nhũ rồi. Hôm nay đi thì cũng có khá nhiều xe anh em ạ. Thì đây xe mình, phía sau mình đây. Đây phía sau mình còn có hai con hổ vồ. Đó. Ở xa xa kia là cái máy giải kia anh em. Đây, đây là con xe tưới nhũ này. Đấy. Còn hai con đỗ đây nữa, hai con hổ vồ đỗ đây này. Đấy. Làm đoạn đường này thì khá dài nha bạn. Đấy, dài dài tù luôn. Dài rộng luôn. Đây anh em. Vòng ra hết ở kia, mấy công nhân phía sau mình là đang thổi bụi. Đấy, mấy công nhân đang thổi bụi phía sau đây. Mình lấy hàng từ lúc 4 giờ anh em ạ. Mình lấy hàng từ 4 giờ sáng. Đây là cái cổng Tây Thiên nha anh em. Đây là cổng Tây Thiên này. Thì đi lên trên đỉnh trên kia là cáp treo các kiểu trên đấy. Đấy, tít được mờ cái xa kia anh em. Rồi đi lên Thiền viện Trúc Lâm, rồi đi Yên Tử, rồi các kiểu ở trên đấy nhiều lắm. Nói chung là trước mình cũng đi rồi nhưng mà mình mới lên tới đoạn chân này thôi. Từ đấy nó chưa có cáp treo nên là mình không đi nữa. Đấy, hôm nay xe mình, đoàn của mình chở khá là đông xe. Chuyên làm đẹp cho những con đường, khi nào mà đường đẹp rồi thì lại đi. Một buổi sáng sớm ở chân Tây Thiên. Đấy anh em thấy cái con nó đang đi vào kìa không? Con xe nó đang đi vào kìa không? Đấy. Đấy anh em thấy không? Chợ 70 tấn đấy anh em ạ. Đấy. Anh em thấy không? Rực rỡ không? 70 tấn đấy. Nhìn như quả núi. Đấy. Không rõ biển số nha, mình không quay biển số nha, vì lý do bản quyền nên là mình không quay biển số. Đó, anh em xem nào. 70 tấn đấy anh em ạ. 70 tấn với trọng lượng xe cũng tầm 17 tấn nữa, 18 tấn nữa. Đấy. 18 tấn nữa là bao nhiêu rồi? 88 tấn, gần 90 tấn. Khiếp, quá khủng khiếp, quá ghê gớm. Đấy, xe mình chỉ chở 18 tấn thôi, không dám chở nhiều. Chở nhiều là oảng đấy. Quá khủng khiếp. Đấy, mình vẫn tiếp tục làm cái tuyến đường chân Tây Thiên nhỉ anh em. Đây là kiểu như dạng là khu tái định cư mới ấy, khu đô thị mới ấy, anh em ạ. Mình chuyến này chuyến thứ hai rồi anh em. Đấy, những anh em nào đến qua cái cổng này rồi thì anh em điểm danh nào. Cổng Tây Thiên đấy anh em.
Đây anh em thấy cái dãy nhà dài dài này không? Đấy, cái dãy nhà dài dài này là năm 2012 là mình đi làm thợ xây ở cái chỗ này luôn ấy. Cái đợt đấy là mình đi làm thợ xây. À, lúc đấy thì mình cũng chưa có ý định là đi học lái xe đâu. Tại vì là năm 27 2007 hay là 6 2007 mình đã lái công nông rồi. Thì năm 2012 thì mình cũng cứ lang bạc, cứ này đây mai đó thì mình cũng đấy mình cũng đi làm thợ xây. Đấy. Ở đấy là không biết được bao nhiêu một ngày nhỉ? Ở đấy hình như là 130.000 một ngày. Đấy, năm 2012 ấy là được 130.000 một ngày đấy. Đấy. Làm thợ xây đấy kỷ niệm đấy. Kỷ niệm đấy. Lúc đấy là ba anh em đi. Là mình này với lại một ông em dưới mình này với một cái người cùng làng mình nữa là đi đi là cái anh chủ ông bà đấy là sinh năm 88 ở trên chỗ đạo trù ấy trên chỗ chợ đạo trù ấy là đón đón mình vào xe 07 và cứ trèo lên xe 07 là ra đón. Ra đoán xong là mình cũng nhớ là đến cái lúc đấy là nó khoảng tầm là tháng tháng 9 tháng 10 lúc đấy nó cũng rét rét rồi đấy. Là mình ở chỗ ngoài này này có cái vòng xuyến mới bây giờ đấy. Là xuống xe đấy xong là nó vào nó cũng tốt thật, nó cũng mua cho ba hộp cơm xong ba anh em ăn. Ăn xong là làm lúc đấy bắt đầu mình mới ăn xong là mình đi tắm mà công nhận nước ở đây lạnh anh em ạ. Nước ở đây lạnh thui rồi. Ở phía bên trong cái cổng này, bên trong cái cổng này là nó có cái suối nó chảy từ trên núi xuống ấy. Là mình làm xây dựng nhưng mà mình lúc đấy là kiểu như dạng là cứ cứ 3 ngày tắm lần. 3 ngày tắm lần kiểu lúc đấy tóc nó cứng như kiểu dễ che đấy, 3 ngày tắm lần. Đấy xong là đi đi vào cái khe núi trong kia tắm ở trong đấy. Mình vẫn còn nhớ là mình đi trèo lên một cái chỗ rìa rìa đồi mà chỗ đấy nó nhiều cây mắc mật. Người ta kiểu người ta trồng cây dự án hay là như nào ấy. Người ta để những cái bầu bầu ở cây mắc mật rất là nhiều luôn. Thế mình bảo là thôi không cũng định mang một hai cây về quê để trồng nhưng mà thôi nghĩ vào quê cũng có. Thật sự là đi đến đây nó cũng rất nhiều kỷ niệm luôn. Đấy xong là đi mấy anh em lên trên đấy chơi, lên trên 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 đám thiền viện Trúc Lâm rồi đi vào, nói chung là đi cao đi xa lắm, đi lên đường Tây Thiên ấy. Thì mình không không đi được, đi tới cái mấy cái bậc lên ấy, người ta bảo là bao nhiêu cây, 16 cây thôi. Là đi lên trên đấy là mỏi chân quá là đi chắc được tầm một cây là quay lại thôi. Là về. Đấy mình làm ở đây chắc là được gần 1 tháng ấy, anh em ạ. Rất là có cái kỷ niệm ấn tượng ở cái khu này. Mà bây giờ trở lại đây thì mình cũng đã làm một lái xe rồi. Thì mình cứ làm từ những cái nhỏ lên cái lớn anh em ạ. Thì nó không được thành công hôm nay. Gọi là so với mọi người nó cũng đỡ hơn rồi. Mình đã đi làm được như này nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Như những cái công việc khác nó đỡ hơn nhiều. Như những người thợ công nhân đào mỏ này hoặc là những người lái xe trong mỏ này hoặc là những người đi đào vàng các thứ nó cũng so với những người đấy là tuy thu nhập nó không bằng những người đấy nhưng mà mình cũng cảm thấy là nó cũng đỡ đỡ hơn rồi anh em ạ, cũng không phải như kiểu là như dạng là đi 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 bốc vác như ngày xưa nữa, không phải là đi chặt cây phát củi như ngày xưa nữa là nó cũng đỡ đi nhiều. Bước chân lại đây cũng rất có nhiều rất rất nhiều kỷ niệm luôn. Đây. Đây trên này. Rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ luôn. Mình không nhầm thì đây là Thiền viện Trúc Lâm thì phải. Chính xác luôn đấy. Mình cũng lên trên đấy một lần nào. Đây các bạn, mình vừa đi đổ hàng về. Hôm nay mình chạy được 3 chuyến.
thì đây học sinh về, bây giờ mình về chuyến này là mình nghỉ nha anh em, chuyến này mình về là mình nghỉ. Thì đây mình đúng cái lúc về gặp rất đông học sinh. Rất là đông học sinh luôn. Không biết cái trường để ở đâu mà đông thế. Khá là đông. Đây là có thể còi từ xa đi, tại vì là các cháu là bướng lắm. À trường đấy, vừa nãy mình đi qua rồi đấy, vừa nãy mình đi qua trường đấy. Bây giờ cũng là gần 5 giờ chiều rồi các bạn ạ. Bây giờ về cất xe là kết thúc một ngày làm việc đây. Nay mình đi cùng đoàn mình là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con, 7 con xe anh em ạ. Có một con to nhất là nó chở là 70 tấn. Mình thì chở 18 tấn. Đấy. Thì cái video của mình thì mình cũng xin khép lại tại đây thôi. Anh em xem video của mình, anh em cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Anh em chưa hiểu chỗ nào thì anh em có thể để các comment của anh em xuống bên dưới video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em. Chào tạm biệt anh em.